Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những cái giá lúa mới nhất nha anh chị. Thì hôm nay thì em khảo sát tình hình thì em thấy là giá lúa lên nha anh chị ha. Nhưng mà đặc biệt có một số anh cò vô chọt và nói là lúa sụt nha anh chị ha. Rồi thì cái giá lúa nó như thế nào thì em sẽ cập nhật từng tỉnh cho anh chị cùng nắm ha. Rồi thì một bạn user 5B nè, thì bạn này bạn ở Trà Vinh ha, bạn nói là lúa Đại Thơm 8 bây giờ là 8.500 nha anh chị. Giá lúa rất là ok nha anh chị ha. Và một bạn là anh N Trần 124 ha, bạn này bạn ở An Giang và cập nhật cái lúa là Đại Thơm 8 là bây giờ là 8.000 mùng 6 này cắt nha anh chị. Rồi tiếp tục là một anh cò ha, anh vô anh chọn ha, anh nói là bây giờ là lúa sụt rồi, nói khùng điên. Nó thì bây giờ sẽ có một số kênh vô bình luận nè. Một kênh tên là anh Tấn ha, vô bình luận nói ha, bây giờ cò chạy kiếm lúa 8.200 mà còn không có lúa bán kìa. Bạn này bạn nói là bạn ở Bạc Liêu ha. Đó. Rồi một bạn ở Trà Vinh thì nói là lúa đang lên cực kỳ luôn ở chứ ở đó mà sụp. Thì đó là hai cái câu bình luận trả lại là cho anh cò ha. Đợt này thì cò vô chọt lắm tại vì lúa của mình nó đang lên nha anh chị ha. Rồi một bạn user 2G bạn hỏi mình là cái giá nếp bây giờ bao nhiêu vậy? Thì giá nếp thì ở khu vực Long An thì em cập nhật được nha, là 8.100 nha anh ha. Rồi tiếp tục là một bạn user ZE nè cập nhật là cái giá nếp ở Tây Ninh thì chỉ có là 7.500. Rồi một bạn là Nguyễn Minh Dương 2930 ha, bạn này bạn cập nhật cái lúa là OM18 là lái trả là 8.700 nha anh chị ha, nhưng mà bạn này chưa có cập nhật là cái bạn ở tỉnh nào. Rồi tiếp tục là một bạn là Nguyễn Thị Kim Hương nè, nói là OM18 chỉ có 7.200 thôi. Thì qua nay thì em cũng cập nhật là khu vực là Tây Ninh của mình đó anh chị, là cái lúa nó cũng hơi thấp nha anh chị ha. Sẵn em thông báo cái kênh phụ của em hiện tại bây giờ là em đã ngưng đăng video về cập nhật giá lúa nha anh chị ha. Anh chị cứ tập trung cái kênh này ha, tại vì kênh kia bây giờ là nó đang bị lỗi nha anh chị. Có thể là em tạo một cái kênh mới để em cập nhật phụ thêm nha anh chị ha. Cái kênh nhà đất media của em là em đang tạm ngưng nha anh chị. Rồi tiếp tục là một bạn Hằng Ni Dương 8270 nha anh chị. Thì bạn này bạn cập nhật là cái lúa là ST24 Trần Văn Thời. Thì hiện tại là cái huyện Trần Văn Thời bây giờ là giá lúa là cũng đang bị ép nha. Trần Văn Thời ở Cà Mau đúng không? Thì ST thì qua nay em cập nhật thì nó cũng trên 8.000 luôn chứ không có dưới nha anh chị ha. Lúa của mình lên. Rồi một bạn user 7M nè, lúa miền Tây tăng mạnh còn Tây Ninh thì không lên giá nổi, không biết cái lý do tại sao Tây Ninh lại ép giá. Rồi một bạn nói nè, đúng rồi ở Tây Ninh buồn thật, tại Hòa Thành OM18 chỉ có 7.200 mùng 5 này cắt. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật những cái thông tin khác ha. Rồi một bạn user 5E nè, ở Định Quán Đồng Nai 5451 chỉ có 7.000 thôi. Đồng Nai thì giá lúa cũng hơi bị ép nha anh chị. Rồi một bạn là Gò Chai Châu Thành Tây Ninh OM18 là 7.300. Rồi một bạn là Duyên Ngô là hôm nay là 7347 là người ta trả là 8.000 nhưng mình chưa có lấy cọc, mình đang đợi lái. Một bạn user 5795 ha, Long An 50404 giá bao nhiêu rồi anh chị, 20 ngày nữa em thu hoạch. Hiện tại là lúa 504 thì cũng khoảng đâu là 7.700 nha bạn ha, mình cập nhật cho bạn luôn á. Rồi một bạn là Trang Trần 4316 nè, rồi ở Gò Dầu Tây Ninh hiện nay là OM18 là 7.500 ở Gò Dầu nha anh chị ha. Rồi thì một bạn vô xin cái thông tin về cò nha anh chị ha. Anh chị nào mà có cò lúa mà mua giá ok đó thì anh chị cứ mạnh dạn úp cái số điện thoại lên luôn ha, video sau em sẽ đọc. Cũng như là anh chị có thể là cập nhật thêm cho em về cái giá phân nha anh chị, cũng như là cái giá lúa giống. Rồi một bạn là Khoan Tay 7629 ha, là cập nhật là cái lúa OM34 hiện tại là từ 7.800. Rồi tiếp tục nè, một bạn user 9R cập nhật là Đài Thơm 8 khô bán được 9.200 thì ở khu vực nào thì anh cập nhật lên luôn nha anh ha, tại vì ở nhiều khu vực thì giá nó hơi khác nhau nữa. Rồi một bạn là user 1S nè, ở Hậu Giang Đài Thơm 8 là 8.300 rồi. Rồi một bạn Phong Anh 4990 ha, ở Trảng Bàng Tây Ninh 5451 là 6.900. Rồi một bạn user 5Z nè, Đức Linh Bình Thuận 202 là 7.700 mùng 6 này cắt. Rồi tiếp tục là một bạn là Phan Thị Kim Anh 7995, nông dân lấy cọc tiền nhiều hay ít cũng thua thằng cò. Rồi cái này thì mình bỏ qua nha anh chị ha, em lo em tập trung về cái thông tin cái giá lúa nè. Một bạn là Song F 7295 ha, giá lúa ở Bến Tre Lương Nghĩa ở Mỹ HG gì nè là 8.400. Rồi cảm ơn bạn đã cập nhật hàng ngày. Rồi cảm ơn anh Hiếu Tông ha 5309 nha,
Thì em giờ em tập trung em cập nhật cái kênh này nha anh chị. Kênh này là kênh chính, tại vì cũng gần hết vụ lúa rồi, em tập trung kênh này. Có thể em tạo thêm một cái kênh nữa nhưng mà em sẽ cập nhật về giá cà phê. Rồi tiếp tục là một bạn user 7Y ha, ở Sóc Trăng cũng 8.300 rồi nhé, OM18. Rồi một bạn là user 2L nè, đài thơm 8 lúa khô là mấy vậy? Đài thơm 8 lúa khô hồi nãy có một bạn là cập nhật là 9.200 nha. Rồi cảm ơn chủ kênh này nè. Rồi một bạn là nói là thủ tướng vào cuộc mà thấy lúa tăng cũng còn chậm. Rồi ở đây là những cái thông tin ở bên kênh phụ em ha. Bây giờ em sẽ cập nhật những thông tin bên kênh chính nè. Rồi một bạn tên là Diệt Trường ha. Bạn này bạn ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Là lúa OM5451 là hiện tại là 8.000. Rồi tiếp tục là một bạn TV miền Tây 8336 nè. Ở Hậu Giang đài thơm 8 là 8.500 nhưng chưa lấy cọc nè. Lúa là 20 ngày nữa cắt. Rồi ok luôn nha anh ha. Tâm Võ là 189 nè. Đức Hòa Long An giá là 7.300 nơi. Đức Hòa hôm qua nay nghe giá cũng cao lắm, sao bạn có 7.300 vậy? Đức Hòa nghe hôm nay là 7.900 đến 8.000 không đó nha. Rồi Châu Thành Sóc Trăng OM18 là 8.500. Có một bạn vô bình luận tiếp tục nè. Anh mới bán hay gì anh, em cũng Sóc Trăng OM18 mà chưa biết giá. Ở Sóc Trăng là giá lúa cao nha anh chị ha, Sóc Trăng với Trà Vinh á. Rồi anh Hưng 83 nè, Sóc Trăng là 8.500 rồi nè, đài thơm 8 nè. Rồi XT25 Cà Mau là 8.100 nha anh chị. Rồi một bạn là Lâm Văn 1034 nha. Mình ở Đức Huệ tỉnh Long An, giá nếp nay bao nhiêu rồi? 15 ngày nữa mình cắt. Giá nếp ở Đức Huệ Long An là bây giờ là 8.100 rồi nha anh chị ha. Bữa là em cập nhật là từ dao động là 7.700 đến 8.100 nha. Rồi tiếp tục là anh Hoàng Khanh 9574 nha. Bạn này bạn cập nhật là mình ở Tuy Phong Bình Thuận, giá lúa đang vào vụ thu hoạch. Lúa là ML48 là giá là 7.000. Một bạn user 3S cập nhật là giá nếp ở huyện Đức Hòa Đức Huệ Long An bán được 7.500 mùng 9 này cắt. Đó thì em cập nhật. Tiếp tục là một bạn là Phạm Chí Tâm ha, 4006. Anh em nhà vườn mình nên cập nhật chính xác để nông dân nắm bắt thị trường cho dễ nha mọi người. Thì cái này thì em cũng cập nhật từ những anh chị mà nhà vườn thôi, chỉ sợ là mấy anh cò vô chọt, nhưng mà mấy anh cò anh vô chọt là em biết rồi. Nhưng bữa như có ông Sơn Trần gì đó toàn là bình luận cái giá lúa rẻ không, giá lúa rẻ không, đặng bà con vô biết á. Thì ở trên đây thì cũng có một anh chị nữa nè, có một anh chị đang bình luận cái giá lúa rẻ nè, em cũng nghi rồi nhưng mà em chưa nói ra đâu, đợi em phát hiện chính xác là em post liền đó. Rồi một bạn Tiên Mỹ nè, 5105 nè, giá lúa tại Mang Thích Vĩnh Long mùng 8 này cắt là 8.200, mùng 6 này cắt. Rồi một bạn Phạm Chí Tâm nói là kênh bạn cập nhật khá chính xác, ok anh nha, cảm ơn anh nha. Rồi một bạn là Kim Phượng nè, mới lấy cọc là IR504 ngày 12 này cắt là 7.850 ở Lương An Tri Tôn An Giang. Rồi một bạn là user 7D nha, Bến Cầu Tây Ninh nè, hôm nay là 12 tháng 3 cắt là 7.100, lúa OM380, lúa là 504 lái mua bằng giá luôn, quá tệ. Rồi một bạn là ở Mỹ Tú Sóc Trăng nha, đài thơm 8 là 10 ngày nữa cắt là lái trả là 8.500 nhưng mà mình chưa bán. Rồi một bạn là Võ Văn Minh nè, giá cập nhật tại Cầu Xây, huyện Quyền Hội, Càng Long, Trà Vinh, đài thơm 8 giá là 8.300 một ký nhé bạn. Rồi một bạn ở Tây Ninh là OM18 là 7.300. Một bạn là kênh Vinh, đài thơm 8 là 8.500 nè, ở Châu Đốc An Giang 100 ngày cắt. Rồi thì hôm nay em cũng đã cập nhật một số thông tin mới nhất từ kênh của em nha. Anh chị có những thông tin nào nữa thì cứ cập nhật lên, em sẽ đăng ở video tiếp theo. Em xin được mến chào.